một tràng pháo tay để cùng chào đón MC Quốc Thuận và MC Hồng Vân. Và Quốc Thuận, xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bao giờ trong chương trình cũng sẽ xuất hiện chàng trai và cô gái. Vậy không biết hôm nay vợ em đâu? Dạ, còn ngay bây giờ thì tại vì sao mời anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân lên đây? Là bởi vì thực tế là khán giả cũng đã được thấy rất là nhiều những cái chương trình của Vợ Chồng Son rồi, nhưng mà chưa bao giờ được nghe những cái chia sẻ trong cái buổi offline như thế này. Thì sẵn tiện đây ngày hôm nay, cũng đã 10 năm nhìn Vợ Chồng Son được quý khán giả yêu mến rồi, thì không biết là có một cái kỷ niệm nào đó đáng nhớ về chương trình mà anh Quốc Thuận với lại chị Hồng Vân có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đây được không ạ? Và phải nói rằng là gần một thập kỷ qua, có những cặp vợ chồng mà gần như họ trong cái đời sống họ có những cái trục trặc, và họ gần như là họ đứng giữa một cái lằn ranh gọi là đổ vỡ rồi. Nhưng họ chỉ còn một cái cứu cánh duy nhất, đó là gì? Xin tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và lên chương trình Vợ Chồng Son thì thật sự mà nói, qua một cái khoảng thời gian nó không dài lắm đâu, với sự chia sẻ của chị Vân, thì các cặp đôi cứ tưởng như là đổ vỡ, thì qua chương trình họ lại hiểu nhau hơn. Và đã có những cặp họ đã hàn gắn lại với nhau và sống cho tới bây giờ rất là hạnh phúc. Họ hiểu, họ cảm thấy họ hiểu nhau hơn, họ yêu nhau hơn. Thế là tối đó là họ có thai luôn đó. Có chuyện luôn đó. Thiệt, cái đó là sự thật luôn đó mọi người. Thì ngày hôm nay cái điều đó sẽ được hiện thực hóa ở trên sân khấu của Chọn Love, Chọn Yêu Thương, Chọn Hạnh Phúc. Dạ rồi, xin được nhường lại sân khấu Vợ Chồng Son dành cho nghệ sĩ Quốc Thuận và nghệ sĩ Hồng Vân. Xin cảm ơn MC Quang Bảo và xin mời chị Hồng Vân, chị về lại cái chiếc ghế thân quen. Còn mà cái ghế này chắc chắn chắc té không được rồi chị ơi. Cái này mà té chắc cấm đậu dưới luôn à. Với không gian, với một cái không khí thật là ấm áp, vui nhộn như thế này, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chia sẻ tình yêu, hôn nhân và gia đình của cặp đôi đầu tiên. Lớn lên quý vị ơi. Hú lên, hú lên. Lớn lên nữa quý vị ơi. Yeah. Xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Tên tuổi. Mình phải nói cho đúng chứ là mình. Hầu như tất cả mọi người đây là biết cặp này rồi. Biết anh chàng này rồi. Đúng không? Anh chàng này có một cái gì nè. Rồi biết rồi, nhưng mà bây giờ theo đúng format chương trình thì hai bạn phải tự giới thiệu về mình. Tên gì, bao nhiêu tuổi, làm ở đâu, đang như thế nào? Dạ, chào cô chú, anh chị ở đây. Em tên là Juno Big Boy. Hiện nay em 26 tuổi. Công việc của em là rapper. Dạ, con chào cô chú, con chào quý vị khán giả ở đây. Con tên là Yến Nhi. Dạ, con 25 tuổi. Con làm huấn luyện viên fitness. Con dạy nhảy Zumba, rồi con dạy mấy cái môn trong phòng tập boxing. Không biết rằng là hai con là lần đầu tiên các con gặp nhau là trong trường hợp nào? Và có ấn tượng gì về nhau hay không? Khi đến với chương trình Rap Việt thì con cũng là bên team quay. Thì đợt đó là bên công ty vợ con là có một cái kiểu quay quảng cáo. Tại sao con lại chỉ ấn tượng vợ con? Tại có mình bà đẹp à. Đó đúng không? Có mình bà đẹp à. Trước đó là đã kể con là anh tới quay đi, nhiều bạn nữ xinh xắn đẹp đẽ lắm. Là dụ con tới đó phải không? Đó, sau con tới con quay cái xong bà đẹp đâu? Bà đẹp đâu? Cái con tức quá con phải để. À vậy hả? Gái đâu cái con nói gái đẹp đây. Lần dạ. Đầu tiên con gặp bạn này thì sao? Dạ lúc đầu con gặp là anh nói con không hiểu gì hết trơn, cái giọng ổng cứ trầm hơn bây giờ nhiều luôn. Con gặp ảnh xong rồi con bàn công việc với ảnh là có phải có một cái người đi chung với ảnh là bên team quay chung với anh á, là con ảnh cứ nói chuyện với con bàn bạc giá cả rồi quay như thế nào như thế nào, là con phải hỏi ngược lại cái anh kế bên là anh đang nói gì vậy? Không phải người Việt Nam không? Nhưng mà sau, tức là từ cái buổi đó đó, là sau bao lâu thì tụi con là chính thức là tụi con quen nhau? Đó là một cái ấn tượng của con. Lúc mà quay xong thì mình sẽ có đi ăn nhậu. Đó, thì trong cuộc ăn nhậu thì cô biết mà đang buồn tình cảm. Thì đến lúc mà xỉn xỉn ngà ngà rồi sẽ rơi lệ, rồi nói những câu chuyện về cuộc tình.
Là ngồi kế con đúng không? Dạ là ngồi, lúc đó là ngồi nguyên bàn luôn, đông lắm. Mà tại con kiểu con rảnh đó, con ngồi con nghe được. Nghía, con nghía. Đó, con nghía, nghe được. Thôi mà còn thấy, đúng là một người phụ nữ tốt. Sao giờ ta? Đến khi nào thì các con mới là chính thức quen nhau? Chú Thuận không tò mò lắm, có nghĩa là ông chỉ có muốn xoáy đến cái chuyện mà quen nhau tiên, như thế nào? Ngày đầu tiên tụi con tỏ tình với nhau đó. Xong tụi con có nắm tay nhau hôn, có hôn nhau hôn. Ủa sao chị hỏi trơn vậy? Sao chị hỏi hết tất cả những gì em muốn hỏi vậy? Em tò mò những cái chuyện đó. Không phải, em không có tò mò mà vậy em muốn biết, em không có tò mò, muốn biết. Thì tôi nói luôn đi. Thì đợt đó, sau đó tầm một tháng thì vợ con công tác ở Quy Nhơn. Mà kiểu cũng đang buồn, không muốn về Sài Gòn. Thì con cũng nhắn tin hỏi han rồi bà rủ ra Quy Nhơn. Con ngồi suy nghĩ, đi, bay ra Quy Nhơn. Anh không kể là tại sao ra tới Quy Nhơn, là trước đó ổng cũng cà cưa kiểu là em có buồn không, có cần anh ra không, chứ làm sao mà em phải nó ra được. Thì ảnh hỏi vậy thì con nói là anh muốn ra thì ra chơi, tại em cũng xong công việc rồi. Thì ảnh ra con tưởng là em mạnh mẽ lắm, ảnh rủ đi nhậu. Ảnh vừa bước ra khỏi chỗ nhậu cái ảnh gục lên vai con. Ảnh ngất. Trời ơi. Trời ơi. Mà ảnh bự vậy nè, mà con phải nê ảnh lên xe, xong rồi con chở nhà con phải nê lên tới phòng. Rồi ảnh ngủ mà con bữa đó con ngủ không được luôn. Ổng ngáy dữ quá. Thắc mắc nha, một thân hình bự như thế này mà tại sao cái tâm hồn nó bé bỏng quá vậy? Rồi đêm đó là cái gì tới nó cũng tới luôn đúng không? Dạ không, đêm dạ, đó anh ngủ thôi, là... qua đêm sau. Tại đêm đó con đêm con đó là mới đẹp. khơi thôi, dạ. sơ thôi. Đêm đó là mất ngủ. Con chỉ có thể nằm ngủ khi con ngủ thôi. Còn khi con thức thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi thôi chúc mừng hai đứa nghe. Dạ. Như vậy là mối tình xảy ra sau một tháng từ cái ngày mà quay cái đó đúng không? Dạ. Là chia tay luôn, cái đợt đó là chia tay luôn bạn trai đúng không? Dạ, chia trước ha? Và dạ, là chia tay rồi, buồn đó. Là chứ... buồn là cái bữa con quay là cái mặt con sưng rồi. Con yêu nhau bao lâu thì tụi con thành lập gia đình? Anh rất muốn biết là chàng trai rapper này cầu hôn em làm sao? Cầu hôn con sao? Có lãng mạn không? Có cầu hôn bằng cái câu rap không? Đó. Dạ, lãng xẹt. Đâu sao mà lãng xẹt? Trời ơi, sao mà vợ con nó... Con cũng công phu lắm á. Bây giờ mình tái hiện ra đi. Phủ nhận cái công lao của anh vậy. Đó là... Lúc đó là con có một cái show ở ngoài Hà Nội. Nhớ là 24 tháng 12 là Noel luôn. Cái lúc mà trong lúc qua ra Hà Nội diễn thì con nhờ những người em của con cũng chuẩn bị các thứ, đi mua gấu bông rồi trang trí ở chỗ tụi con ở. Mà lúc đó là tụi con sẽ núp ở trên, con sẽ dụ bà này ở trên phòng trang trí xong xuôi, xong khi nhắn con cái con đi xuống dưới trước, con giả chết. Giả té xong rồi mà kiểu tướng con nặng mà nên té nhiều khi đứng dậy không được, nên là mấy đứa em con sẽ chạy lên kêu bà xuống. Cái bà chạy xuống cái cầu hôn. Nhưng mà mấy cái bạn lên gọi con á, anh xỉu ở dưới rồi, tụi em không bế anh được, tụi em không làm gì được hết. Rồi cái con quýnh quá, con mặc đại một cái bộ đồ giống như là bộ đồ ngủ vậy á cô. Xong con chạy xuống, thì con chạy xuống thì con thấy nến là con thấy nghi nghi rồi. Con định chạy ngược lên phòng và tụi nó đẩy con xuống dưới. Xong rồi máy quay gì mà quay con vậy nè, mà ổng nằm dưới đất, ổng nằm la liệt vậy nè. Xong con tưởng ổng còn đá nghe con, cái kiểu là con hiểu là nhìn thấy ngầu chưa. Nhưng mà con không thấy ngầu gì hết, nằm bẹp dưới sàn đầy nến vậy. Té sao đâu. Đây mọi người coi nè, coi Juno nó té sao đâu. Anh nằm cái nằm đi. Đó. Chà, sao giống tắm biển quá vậy. Đó. Cái dáng này là dáng tắm biển. Chị nằm vào cái dáng ổng đúng không? Ổng muốn bất ngờ mà cái thế của ổng nó không hề bất ngờ. Ha. Mà bữa đó Yên Nhi có khóc không? Có cảm động khóc không? Dạ con khóc tại vì con mặc đồ xấu. Trời ơi. Con khóc vì con tức phải không? Con tức quá. Đừng có sợ. Rồi bây giờ là tính từ bữa đó cho tới bây giờ tụi con lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ mới được 2 năm. Tụi con là cưới nhau được 2 năm. Dạ có nghĩa là vừa mới thi Rap Việt xong là cái năm hôm đó là năm con cầu hôn luôn. Quý vị ơi, quý vị biết chương trình Vợ Chồng Son á, cái đặc sắc nhất là cái phần nào không? Phần nào? Phần khui tật xấu đúng không? Đó, thôi bây giờ mình vô luôn đi. Dạ. 3 năm là các bạn cưới nhau và ở với nhau. Vậy dạ. Thì tật xấu của bạn này là gì hả Yến Nhi? Dạ cũng không phải là xấu nhưng mà con bị bỡ ngỡ á cô chú. Đó, cái bỡ ngỡ đó. Trước khi ảnh cầu hôn con á, là con nhớ là ảnh nói là anh sẽ là người đàn ông
của em là ảnh luôn luôn nói kiểu là anh sẽ luôn bảo vệ em, cái kiểu anh đàn ông mà cái giọng của ảnh thêm cái body của ảnh đó thì con nhìn ổng rất là gấu. Thế là con rất tin là... điều đó. Con tin điều đó. Là con dở, con phải nhớ cái hôm mà nhậu đầu tiên mà nó xỉu trên vai con đó. Vậy. Đúng không? Dạ. Con bị quên mất luôn. Bây giờ kỳ lắm cô chú. Ảnh cứ anh là bông hoa xinh đẹp nhất thế giới. Anh là công chúa của vợ. Trời ơi, sao mà thị quá vậy? Trời ơi, chưng quá vậy. Rồi ảnh ngủ, ảnh phải bắt con là hôn công chúa dậy đi. Trời ơi. Ảnh làm công chúa. Dạ. Là bây giờ công chúa đang ngủ, công chúa thức vậy. Hôn công chúa đi, công chúa mới thức dậy. Trời ơi, công chúa này, công chúa sao bự quá vậy? Công chúa bự. Ảnh có một cái tật nữa là ảnh không có mặc đồ để ngủ, ảnh cho nó thoải mái, ảnh quấn cái mền để ảnh ngủ thôi. Mà quản lý qua mà kêu không đúng cách á. Biến thái chưa là quản lý bắt đầu. Ấy là mấy bạn đó, bạn nam mà người ta còn thấy sợ hãi nữa cô chú. Là sợ người ta thấy của chồng mình hay sao? Dạ đúng rồi, với mấy cái khoảnh khắc đó nó biến thái lắm. Không, con thấy nó sợ cái con khoái. Vợ cái ôi ghê quá, you know, ghê quá cái con chọc hoài luôn. Bây giờ con làm ở đây được không? Không, ở đây thì con sợ. Con sợ thế. Cái đó là dễ thương. Thôi cái đó dễ thương đi. Xếp vô cái dễ thương đi. Cái nào mà con cảm thấy là nhiều khi cũng bực lắm, ví dụ như là mê game hơn là mê con nè, hay là nhiều khi á bừa bộn về á giục đồ bắt con giặt. Bày hay bừa bộn. Con nhớ rồi. hồi trước lúc còn quen mà ở thử với nhau á, mà mới nói với ba mẹ hai bên á, cái gì anh cũng làm á, giờ ngồi im á, đừng có đụng tay đụng chân vậy. Anh rửa chén, anh lau nhà, anh quét nhà, anh dọn dẹp, anh xếp đồ hết cho. Còn bây giờ anh về anh quăng đồ, vợ dọn giùm anh, rồi đóng chén ngoài kìa, anh nhớ rồi mà anh mệt quá em phải rửa giùm anh đi, anh mệt quá thôi để tí nữa anh rửa. Mà một tí nữa của ảnh là chắc cả 2-3 hôm sau mà con thấy cái đống nó còn là con ngứa mắt, con phải đi làm. Coi như là lật ngược tình thế đúng không? Lật lòng đó. Rồi bây giờ tới Juno Big Boy đó. Đổ mồ hôi. Tật xấu của cô ấy là gì? Hay quên đồ. Mắt kiến đeo trên mặt luôn mà quên là mình đang đeo trên mặt luôn. Đảng trí em ơi. Không, rồi con lúc nào con phải kiếm. Kiểu bả kiếm là không bao giờ ra. Chứ con phải chạy vô con kiếm là sẽ ra. Nhưng mà bây giờ cô hỏi thiệt nè. Ở người vợ này, ở Nhi á, con mong muốn Nhi thay đổi điều gì nhất để mà cô ấy trở thành một công chúa hoàn hảo của con? Tại vì đối với con thì vợ con hoàn hảo tới 99-98%. Quá tuyệt vời. Thật sự là cái việc con lựa chọn một người bạn đời rất là khó. Con đến với vợ con chỉ là người thứ hai á, chỉ là người thứ hai con quen á. Vì con lựa chọn rất là kỹ, tuy là mình không quen nhiều nhưng mà mình lựa chọn kỹ. Nên là con thấy là khá là ổn rồi, chỉ bị cái tính vội vàng và hấp tấp á, nó có thể... con nghĩ là nó sẽ khá là không ổn. Có nghĩa là bây giờ con mong muốn Nhi phải chín chắn hơn một chút, điềm đạm hơn một chút. Không, đừng bớt hấp tấp vội vàng đúng không? Đừng chín chắn hơn, chỉ cần bớt hấp tấp vội vàng. Thì đó. Để mà cái hấp tấp đó là cái sự đáng yêu của cô ấy đúng không? Thế còn Yến Nhi, con muốn chàng trai này cần thay đổi cái gì để hoàn hảo hơn? Con cần chồng con nhanh hơn. Bớt chậm chạp lại bên nhanh nhẹn hơn tập. Bớt chậm chạp lại đúng không? Bên này hấp tập bên kia. Cái này nó phụ thuộc vào số ký rồi con ơi. Dạ. Cô bây giờ cũng muốn nhanh, cũng nhanh không nổi đó hả con ha? Dạ. Trời ơi cô, nhưng mà nhanh chuyện gì? Không phải là chuyện đi đứng mà kiểu giống như là deadline hôm nay là anh phải có bài nhạc này, anh phải viết ra bài này. Thì người ta đã đưa trước một tháng rồi. Ảnh ngồi đâu trong phòng á, ảnh ngồi cả tháng trời. Thí dụ ảnh ngồi, ảnh có một cái gọi là phòng làm việc, thì ảnh sẽ nhốt ảnh ở trong đó, là anh sẽ không có gặp mặt con á, là anh sẽ nhốt anh trong đó để anh ngồi anh làm nhạc, anh mở nhạc lên. Mà con tưởng anh làm nhạc thì anh sẽ ngồi chơi game. Anh chơi game tới tận tới cái tuần mà còn lại tuần cuối đi thì anh mới bắt đầu chết rồi chưa có nhạc nữa. Mà nhưng không, anh quyết định là chưa làm luôn. Anh nói chắc phải xả stress thêm tí xíu nữa, vô làm vài trận game với mấy bạn. Dạ. Chờ tới ngày cuối. Dạ, tới cái hai ngày cuối rồi nước ngày tới chân cuối. Rồi mới nhảy. Dạ, đúng rồi. Bắt đầu anh mới ngồi làm. Thì bây giờ con làm được không? Vợ con mong muốn vậy là con thấy là con có thể sửa được cái tính đó không?
cũng sẽ cố gắng. Bây giờ cô thấy tụi con quá đáng yêu rồi, cho nên không có cái gì để mà khuyên được hết. Đâu. Bởi vì các con cứ như vậy mà hạnh phúc, đó là cái điều mong muốn của, tại vì ha, bạn này á là cũng như tài sản của nhà nước nữa đó, chứ đâu phải là của riêng cái Nhi đâu, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là tất cả cô cũng như là chú Thuận, như tất cả quý vị khán giả đều mong muốn là con phải có một cái gia đình rất là hạnh phúc để mà các con có thể yên tâm tạo ra những cái sản phẩm hay, đúng không? Những cái gì mang yếu tố tinh thần rất là ok. Quá là tuyệt vời. Đó, bây giờ mình chắc mình phải nhường chương trình cho. Đúng rồi, bây giờ nhường chương trình lại cho Quang Bảo. Đúng rồi. Hết giờ rồi. Bây giờ là nóng ruột ở trong đó rồi ha. Và chúc cho hai con ha sẽ càng yêu thương nhau hơn nữa, sẽ từ bớt, mỗi người sẽ bớt một chút và thêm một chút để cho tình yêu của các con sẽ càng ngày càng coi như là càng đầy đủ hơn nữa. Và càng thăng hoa, càng thăng hoa. Đó, đúng rồi. Như các con này để có được hạnh phúc là các con phải lựa chọn yêu thương. Và khi chúng ta đã lựa chọn yêu thương đúng người, đúng thời điểm thì chắc chắn rằng là đó chính là một điều hạnh phúc tuyệt vời. Xin cảm ơn hai vợ chồng nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với chị Hồng Vân và hai vợ chồng Big Boy Juno đã có một buổi sáng thật là ý nghĩa như thế này. Và xin nhường sân khấu lại cho MC Quang Bảo. Dạ rồi, xin được cảm ơn cặp đôi Juno Big Boy cùng với lại Yến Nhi. Cảm ơn hai MC rất là duyên dáng, dễ thương của chúng ta là Quốc Thuận với lại chị Hồng Vân.